Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video và mình nghĩ là rất là thú vị đối với các bạn đang có nhu cầu mua chiếc Hyundai Santa Fe. Đó, mình vừa cho khách xem xong và mới đầu thì anh ấy là định mua con san dầu tiêu chuẩn 2021. Thế nhưng sau khi mình tư vấn thì anh ấy lại chốt ngay con san dầu cao cấp 2020 mọi người nhá. Nhưng mà năm sản xuất là 2021. Thế tại sao như thế thì thật sự là rất là thú vị đấy. Đó, trong đầu người ta mới đầu đến thì người ta nghĩ là lấy con này, con bản tiêu chuẩn này này. Đấy. Nhưng sau khi mình tư vấn thì anh chị lại chọn sang cái bản cao cấp 2019. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và mình đánh con 2019 ra cho mọi người ngắm nhá. Đây, đây đi. Nó rộng. Đó, vào. Rồi, trong lúc chờ đợi anh đánh con đấy thì em cũng quay một vòng cho mọi người xem nhá, xem xung quanh xe đi. Đây, xin mời mọi người xem. Bên cạnh là mình là mẫu dầu cao cấp 2019 nhưng mà năm sản xuất là 2021 nha mọi người nhá. Đây là mẫu dầu tiêu chuẩn của 2021. Thì hai mức xe này đang có mức giá bằng nhau. Con này lăn bánh khu vực Hà Nội vào 1 tỷ 305 triệu. Con này là 1 tỷ 329 triệu. Đó, giá cực kỳ hay nha mọi người nhá. Hai mẫu giống nhau nhưng đời khác nhau nhưng đang có giá giống nhau. Bản cao cấp này thì theo cá nhân này mình, nếu như mà để mà lựa chọn mức giá bằng nhau thì mình vẫn chọn con này. Giống như vị khách vừa rồi của mình. Đấy, sau khi mình tư vấn anh chọn ngay con này. Và bên mình hiện tại chỉ còn một vài màu thôi. Nếu như ai có nhu cầu thì liên hệ sớm với mình nhá. Số điện thoại là 0983 028 836. Đây mọi người nhìn qua đây. Đây nói về con dầu 2021 này trước đi. Đây là bản tiêu chuẩn là bản thấp nhất. Đấy. Thì năm nay nó cũng có một cái mới. Một số cái mới ví dụ như đèn led này, đèn full led này. Loa 10, loa Harman Kardon này. Rồi nội thất năm nay thì nội thất hai con này giống nhau. Đây em quay gần vào đây cho mọi người xem. Đấy, con này màu lâu nhá, nội thất màu lâu mọi người ơi. Nhưng mà con này chỉ có một cầu thôi. Đây, loa Harman này. 10 loa Harman nghe khá là hay. Đấy. Như con này chỉ có một cầu, còn con này là con bản cao cấp này thì có hai cầu nhá. Hai cầu luôn. Năm nay có thêm bản tiêu chuẩn thì có cảm biến áp suất lốp. Con này thì chưa có cảm biến. Đó, cửa trời toàn cảnh, full toàn cảnh luôn. Nhưng mà bản tiêu chuẩn này thì không có cửa sổ trời nhá. Nếu như mà nói về trang bị option thì theo cá nhân mình ấy thì bản này nó vẫn hơn rất là nhiều. Mặc dù con này có một số cái tính năng mới, thế nhưng mà theo cá nhân mình nếu để dùng thì con này vẫn hơn rất nhiều. Hai cầu nhá, hai cầu cực kỳ ngon luôn. Con này chỉ có một cầu thôi. Đó, đèn thì đèn full led, năm nay bản tiêu chuẩn năm nay full led. Na răng thì na răng phải nói là đẹp hơn năm ngoái. Na răng mẫu này đẹp hơn năm ngoái. Thế nhưng mà vẫn chưa đẹp bằng con này đâu. Con này là na răng R19 này. Đấy, như con này là R18 mọi người nhá, bé hơn một cỡ. Bé hơn thì cái mặt cái độ dày của lốp nó sẽ lại dày hơn, thì đi khả năng là nó sẽ êm hơn một chút. Đó, thế nhưng một chút thì không đáng để mình lựa chọn đâu. Mức giá bằng nhau mà thật sự hơi bị khác luôn. Đây, cho mình xem. Con này loa thì vẫn là hệ thống loa cũ thôi. Đó. Cái màn hình chính của nó trong này thì bé hơn một chút. Màn hình chính của con San, đây màn hình chính đây mọi người. Màn hình chính của con này nhá. Màn hình chính con này là 8 inch. Nhưng con này là 10 inch, to hơn một chút. Đấy, nhưng mà mình phải nói là trang bị con này vẫn nhiều hơn rất nhiều. Đây. Ghế lái chỉnh điện. 12 vị trí. Thậm chí nó còn chỉnh được cả cái khỉu chân đây mọi người này. Đấy, nó đỡ ở khỉu chân. Đây nhá, nhớ hai vị trí. Ghế lái nhớ hai vị trí. Đó, bản cao cấp mà, đã nói bản cao cấp thì trang bị nó phải là full. Đây. Trên bản này thì Ghế bên này là ghế chỉnh cơ. Ghế chỉnh cơ. Thế nhưng mà trên bản bên kia cao cấp thì là ghế chỉnh điện. Mình nói rồi, về option thì kể cả là mẫu cũ nhưng mà nó vẫn nhiều hơn bản tiêu chuẩn mọi người ạ. Đấy, trừ khi là mọi người thích cái form mới này thôi. Đấy, nhưng mọi người ngắm lại qua cái form cũ đi. Theo cá nhân mình thấy thì nó vẫn đẹp lắm. Em chú ý cho anh cái phần lấy led nhá. Đấy. Hệ thống 2 cầu hatchback này, thông minh. Năm nay cái hai cầu của phiên bản mới thì nó thật ra nó không phải là bán thời gian nữa mà nó là chủ động toàn thời gian. Đấy, trên bản cũ này mình có thể khóa vi sai được. Tức là mọi người có thể điều khiển là đi một cầu hoặc hai cầu tùy ý. Thế nhưng mà trên phiên bản mới kia ấy, phiên bản mình đang nói bản đặc biệt, bản cao cấp ấy, chứ bản tiêu chuẩn này thì nó vẫn là một cầu thôi. Thì trên bản mới thì hai cầu của nó là chủ động toàn thời gian. Thế nhưng hôm nay nhân vật chính chúng ta là hai phiên bản, một phiên bản là dầu tiêu chuẩn 2021 và dầu cao cấp 2019, nhưng mà năm sản xuất là 2021 mọi người nhá. Mua xe không lo mất một đời đâu. Giá lăn bánh thì chênh nhau khoảng độ 24 triệu thôi. Sau khi mình tư vấn cho anh kia thì anh ấy mua luôn, bởi vì anh ấy xuống đây thì anh ấy không để ý là bên mình cũng còn tồn cái mẫu 2019 kia đâu. Đó. Đây, năm nay thì nó làm cái phần này là màu chrome này, nhìn nó sáng hơn, nhưng mà nếu mà bảo để mà đẹp thì mình thấy cái màu bên kia vẫn đẹp hơn. Mọi người chỉ chú ý vệ sinh một chút thôi. Đây, con này ghế lái này thì chỉnh điện nhưng mà nó không có phần chỉnh cái khỉu chân ở đây, nó không bo vào đây. Đó, mà nó chỉ là một cầu thôi. Phanh tay điện tử. Năm nay có phanh tay điện tử nhá. À, con này hơn một cái nó là có đè lổ từ xa mọi người ạ. Đấy, có đè lổ, nút đè lổ từ xa. Thế nhưng mà trên cái bản 2019 kia chưa có. Nhưng thật ra mình độ thì đơn giản lắm. Và một cái nữa đó là bản tiêu chuẩn này, bởi vì nó là chỉ là một cầu thì nó chỉ có vài cái chế độ lái thôi. Đó. Smart này, Sport, Eco này, Comfort thì nó cũng tương tự như bản kia thôi. Nhưng mọi người nhìn cái đồng hồ con này này. Đồng hồ con này nhìn không đẹp. Không đẹp con kia đâu. Đó. Nói về trang bị năm nay bản tiêu chuẩn được cái. Đây, nếu mà nói về màu nội thất con này nhá, cũng là màu lâu, giống hệt bên kia. Đó. Nói chung là xem con tiêu chuẩn này thì chán lắm. Option ít. Đây, mọi người sang bên này xem con bản cao cấp của mình nhá. Đây, 2019 này. Nhìn cái thật sự cái form này nhìn nó vẫn đẹp luôn, mà nhiều người khen đấy. Đấy, bảo là thật ra cái mẫu này nhìn nam tính hơn, mẫu kia nó thiết kế nó hơi tròn tròn. Vẫn có đèn sương mù mọi người nhá. Cảm biến trước. Nhưng con này thì chưa có cam 360. Con này thế thôi, chưa có. Con này phải bản 2021 phải bản cao cấp mới có cơ. Đấy, bản 2019. Thật ra mọi người nắp thì nó đơn giản thôi. Hơn chục triệu thôi. Đó. Mới đầu ra mình thấy có nhiều ông còn chê bảo là dùng cái này vẫn hay hơn. Nhưng mà nút bấm kia phải thật sự là nó đẹp hơn hắn. Đẹp hơn thật. Đó. Ghế lái có chỉnh điện đấy, em chỉnh xuống đi. Đấy. Cái vân này nhìn đẹp này, mọi người nhìn này. Làm tí điều hòa. Điều hòa tự động hai vùng đầu nạp, con kia cũng thế nhá mọi người nhá. Đó. Nội thất như nhau. Đấy, cái màn hình này thì nó bé hơn một chút thôi. Nhưng không đáng kể nữa. Đây. Mọi người nhìn sang này. Con này có lẫy chuyển số trên vô lăng này. Đấy. Đây, màn hình nhìn đẹp hơn hẳn nhá. Con kia màn hình thì bản tiêu chuẩn xấu lắm. Rồi, đây trần da mọi người nhìn này. Đấy, nó kiểu như da lộn ấy, rất đẹp. Có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Con kia làm gì có. Đúng không? Đấy, thôi mở thế vậy thôi. Nắng lắm. Mọi người mua xe thì nhớ dán cả cái kính này nhá, không nóng lắm. Đấy, giá thì đang như nhau, sạc không dây, con kia có sạc không dây. Con này có sạc không dây. Đó, nói chung là option thì con này hơn hẳn rồi. Nó là bản cao cấp mà mọi người. Cầu đuôi căn trôn rồi. Đây, mình thích nhất cái lẫy chuyển số này. Lẫy chuyển số của Santa Fe rất hay. Bởi vì là như một số mẫu mọi người phải vào cái số bán tự động của nó mọi người mới dùng được. Chứ con này mọi người dí thẳng vào đây cho mình. Đấy, dùng được luôn. Con này có làm mát ghế nhá. Mình rất thích cái làm mát ghế, nó sẽ phun cái hơi lạnh của điều hòa ra đây này. Người ngồi rất là thoải mái. Đấy, chứ bản kia là không có đâu. Anh em nào đã đi bản này rồi thì comment cho mình nhá. Xem là nếu như mà là mọi người chọn con này hay chọn bản tiêu chuẩn kia. Ok. Đấy. Ôi, nói chung là đến anh khách kia anh ấy xuống, mình không nghĩ là anh ấy sẽ chọn sang con này đâu. Vì không biết bên mình có con này. Bên mình hiện tại còn vài màu thôi. Nếu bạn nào nhanh tay thì liên hệ với mình nhá. Rồi, hôm nay là video ngắn và rất thú vị. Mình nói về hai con San này. Đấy. Nếu như mọi người cảm thấy video hay và hữu ích thì nhớ nhấn like, cũng subscribe, đăng ký kênh. Để mỗi khi mình có những chính sách, những thông tin mới của hãng thì mình sẽ đưa lên mọi người. Đó, xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhá.